Chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đã có mặt trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng học văn chị Hiên. Các bạn ơi, hiện tại ở đây chị đang có một đề thi minh họa cho kỳ thi vào 10 của các bạn 2K10 đang rất hot, đang rất có nhiều người quan tâm. Đó chính là đề minh họa của thành phố Hồ Chí Minh đấy. Và buổi trưa ngày hôm nay chị sẽ chữa đề minh họa của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đồng ý không nào? Bạn nào quan tâm, bạn nào đang là 2K10, đang rất là cần những cái kiến thức để làm sao chúng ta tập trung ôn thi hiệu quả thì hãy theo dõi thật kỹ phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay nha. Ngày hôm qua ở trong khóa học văn VIP của chị, khi mà học với bộ Chân Trời Sáng Tạo thì chị đã gặp rất là nhiều các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một đề bài rất hot luôn, một đề bài mà cả các thầy cô này và cả các bạn học sinh đang rất là quan tâm. Quan tâm tới nội dung của đề, quan tâm tới cách làm, quan tâm tới cái định hướng ôn thi khi mà Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đưa ra đề minh họa như thế này. Đấy, vậy nên là buổi trưa ngày hôm nay hãy ngồi lại với chị. Đúng như đợt trước chị có nêu, đó là dần dần thì các tỉnh thành sẽ đưa ra đề minh họa thôi. Bởi vậy mà chúng mình hãy theo dõi thường xuyên nhá, theo dõi thường xuyên các phần phát trực tiếp của Văn Chị Hiên để có thể chữa những đề bài mới nhất. Và từ đó thì có cái định hướng ôn thi rõ ràng hơn cho chúng mình giữa một cái biển mênh mông kiến thức của lớp 9 và của 4 năm trung học cơ sở. Các em đã đọc đề của thành phố Hồ Chí Minh chưa? Đây, trước mặt chúng mình đang chính là đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đấy. Bây giờ chúng mình có thể nhìn qua một lượt cùng với chị nha. Nhìn qua một lượt cùng với chị trước này. Thì đề bài này vẫn theo một cái truyền thống từ trước đến nay trong đề thi vào 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là mỗi đề thì sẽ theo một chủ đề nào đó. Đấy, nhá, và chủ đề trong đề minh họa này là chủ đề tưởng tượng. Đi liền với đó là một câu nói, đó là logic đưa chúng ta từ điểm A đến điểm B, còn trí tưởng tượng sẽ đưa chúng ta đến mọi nơi. Đấy, kiểu như đây là cảm hứng để cho người ra đề biên soạn đề bài này vậy. Nên với một cách ra đề như thế thì chúng ta cũng được truyền cảm hứng, cũng xác định được một cái tâm thế để bước vào đề bài một cách thoải mái hơn, một cách thú vị hơn, đúng không các em? Bây giờ chúng mình nhìn về cấu trúc đề trước nha, phân tích về cấu trúc đề trước này. Đề bài gồm có hai phần các bạn ạ. Phần 1 lớn là phần đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học. Đấy, đồng ý chưa? Đấy là phần 1 lớn. Thế là trong phần 1 này vừa có đọc hiểu và vừa có viết nha. Khác với rất nhiều những đề bài khác thì chia ra thành hai phần, một phần đọc hiểu và một phần viết. Nhưng mà đề bài của thành phố Hồ Chí Minh thì có hai phần, phần nào cũng có đọc hiểu và viết. Được chưa? Phần 1 có đọc hiểu và viết. Đây, phần 2, chúng mình nhìn này, phần 2 cũng có đọc hiểu và viết. Đấy, nhưng phần 1 là viết đoạn văn, còn phần 2 là viết bài văn. Phần 1 là đọc hiểu văn bản văn học, còn phần 2 là đọc hiểu văn bản nghị luận. Được chưa? Chúng mình thấy sự đặc biệt đầu tiên chưa? Nhá, một cái sự đặc biệt rất đáng nói ở đây đấy là đề bài chia thành hai phần, mỗi phần đều có 5 điểm, 50-50 luôn đấy. Đó, và phần nào cũng vừa có đọc hiểu và vừa có viết. Đây có thể nói là một cấu trúc đề rất là khác, khác với cả nhiều đề minh họa của nhiều tỉnh thành khác. Bởi vì đa số thì chúng ta thấy là sẽ đề có hai phần, một phần đọc hiểu và một phần viết, đúng không? Tuy nhiên, tuy là khác biệt trong cái cách chia như vậy, nhưng mà về bản chất ý, thì những cái câu hỏi rồi những đề bài ở trong đề bài này thì không có gì là quá khác biệt về mặt bản chất so với những đề bài khác đâu các em ạ. Nghĩa là ví dụ phần đọc hiểu ở đây thì cũng sẽ là có khoảng 5 câu đọc hiểu. Phần 1 thì có 4 câu này. Đấy, 1, 2, 3, 4. Được chưa? Còn phần 2 thì có 1 câu. Thế là tổng cộng đọc hiểu của chúng ta là có 5 câu đọc hiểu. Đồng ý không? Đọc hiểu là có 5 câu. Và chia ra thành hai phần. Phần 1 có 4 câu này. Phần 2 có 1 câu. Được chưa? Các em mình đúng không? Đấy nhá. Đó, đấy là về phần đọc hiểu. Thế còn về phần viết nè, phần viết nha, thì chúng ta thấy là cũng có hai câu viết. Trong đó phần 1 là câu viết đoạn văn và phần 2 là câu viết bài văn. Đúng chưa? Nên là nếu như nhìn vào số lượng các câu hỏi này,
Và tính chất, bản chất của các câu thì chúng ta cũng thấy giống với cả đề của đa số các tỉnh thành khác thôi. Chúng mình vẫn phải trả lời khoảng 5 câu hỏi đọc hiểu tự luận và một câu viết đoạn văn rồi một câu viết bài văn. Đồng ý chưa? Đấy, nên là mới đầu nhìn vào thì có vẻ khác nhưng thực ra về bản chất thì cũng vẫn giống như vậy thôi. Vậy nên là chị thấy cái điểm khác biệt lớn nhất ở trong đề bài này chính là có hai ngữ liệu đọc hiểu. Có hai ngữ liệu đọc hiểu. Thì điều này dẫn đến cho chúng ta một lưu ý gì? Điều này khiến cho chúng ta phải lưu ý về việc đó là trong quá trình chúng ta học ý, thì chúng ta sẽ phải nắm chắc kiến thức rồi kỹ năng đọc hiểu của tất cả các thể loại mà chúng ta được học ở trong chương trình. Đồng ý không? Ở trong công văn đi kèm theo đề minh họa này ý, thật ra đề minh họa này là phần phụ lục đi kèm theo một cái công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Thì trong công văn đó có nhấn mạnh rằng là những cái kiến thức được đưa vào và sử dụng trong đề thi thì sẽ là những kiến thức của bậc trung học cơ sở, những kiến thức môn ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9, nhưng chủ yếu là lớp 8 và lớp 9. Đó, các em mình đúng không? Đấy, thế nên là những cái ngữ liệu đọc hiểu được đưa vào trong đề thi thì cũng sẽ là về những cái thể loại được học chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9. Thì chúng mình chú ý nhá, để làm tốt phần đọc hiểu ấy thì khi mà các em học ở trên lớp là các bạn sẽ phải nắm chắc về các thể loại. Ví dụ như là về lớp 8, lớp 9 thì chúng ta có truyện thì có truyện ngắn này, đúng không? Chúng ta có truyện trinh thám, có truyện truyền kỳ, vân vân. Về thơ thì chúng ta học rất là nhiều các thể thơ. Rồi về kịch thì chúng ta học hài kịch. Đấy, nên là các bạn nhớ là phải học kỹ về các thể loại đó để chúng ta nắm được cái kiến thức lý thuyết và áp dụng vào trong quá trình trả lời câu hỏi đọc hiểu nha. Được chưa nào? Đúng rồi, đây chính là đề minh họa của kỳ thi tuyển sinh vào 10 ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Đó, vậy là vừa rồi chị phân tích về cấu trúc đề để chúng mình nhìn một cách tổng quan để thấy được rằng là ban đầu về mặt hình thức thì đề bài này có vẻ khác lạ nhưng mà về bản chất thì cũng vẫn giống với đa số các cái đề thi của các tỉnh thành khác thôi. Một điều nữa đáng chú ý này, đó là về phần viết nha. Về phần viết ý, thì chúng ta sẽ thấy là có hai câu, một câu viết đoạn văn và một câu viết bài văn. Thì may mắn ở đây là đề bài và công văn của sở đã chỉ định luôn cho chúng ta, đã khoanh vùng cho chúng ta để chúng ta ôn một cách trọng tâm hơn. Với phần đoạn văn ý, thì sẽ có hai kiểu đoạn văn mà chúng mình cần ôn. Thứ nhất là kiểu đoạn văn trình bày cảm nghĩ về một bài thơ. Đồng ý chưa? Đấy, đoạn văn biểu cảm đấy nhá. Và thứ hai là đoạn văn nghị luận văn học. Được không? Trong cái phần viết đoạn văn này thì đề bài hoặc là đưa ra yêu cầu chúng ta viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ về khi đọc một bài thơ nào đó, hoặc là đưa ra yêu cầu viết đoạn văn nghị luận văn học. Đấy, còn phần bài văn thì cũng có hai yêu cầu nha, có hai lựa chọn này. Một là chúng ta viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề xã hội ở cái dạng của lớp 8 nha. Chị mở ngoặc ở đây là dạng lớp 7, lớp 8 đấy, và chúng ta học cái dạng này. Còn dạng thứ hai cũng là bài văn nghị luận xã hội nhưng mà là về một vấn đề cần giải quyết là của lớp 9. Đấy, ok chưa? Vậy là đối với phần bài văn là chúng ta cứ tập trung ôn về nghị luận xã hội thôi là chúng ta đã có thể tự tin với phần viết bài văn lên tới 4 điểm ở trong đề bài này rồi. Bởi vì là công văn đã chỉ rõ là chúng ta phần bài văn này này là chỉ có xoay quanh nghị luận xã hội thôi, hoặc là dạng đề của lớp 7, lớp 8, hoặc là dạng đề của lớp 9. Ok chưa nào? Nên các em cứ tập trung ôn nghị luận xã hội là chúng mình có thể thành thạo ở trong cái phần viết bài văn rồi. Còn đối với phần viết đoạn văn thì chúng mình ôn hai cái dạng của lớp 9. Được chưa? Các em hình dung ra chưa nào? Đấy nhá. Các bạn ơi, các em đã hiểu về đề bài này chưa? Các bạn đã hiểu về đề bài này chưa ạ? Rất là quan trọng đấy. Đó là một vài những cái nhìn nhận đầu tiên của chúng mình về đề minh họa này nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chữa đề bài này nha. Rồi, đồng ý không nào? Các em đồng ý không? Bây giờ chúng mình sẽ đi vào chữa đề bài này nhá. Mình sẽ đi lần lượt thôi. Mình sẽ đi lần lượt từng câu một. Trước tiên là đối với phần 1. Phần 1 ở đây thì với đề bài này là đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học.
Đó, nhưng mà trong cái công văn thì chúng ta thấy là phần 1 sẽ là đọc hiểu văn bản văn học rồi. Nhưng mà phần viết này này thì hoặc là viết đoạn văn nghị luận văn học, hoặc là viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ, nghĩa là đoạn văn biểu cảm đấy. Được chưa? Đấy, một trong hai lựa chọn. Thì đề bài này là lựa chọn yêu cầu chúng ta viết đoạn văn nghị luận văn học. Bây giờ mình sẽ đọc cái ngữ liệu đọc hiểu trước nha. Ở đây văn bản đọc hiểu của chúng ta có nhan đề là từ khóc. Từ khóc đó. Ở văn bản như sau: câu chuyện này vẫn còn chưa xảy ra nhưng chắc chắn mai đây nó sẽ xảy ra. Chuyện là thế này: ở tương lai xa xăm, có một bà giáo già đưa đám học trò của mình đi thăm bảo tàng của thời xa xưa, nơi trưng bày tất cả những đồ vật của một thời và giờ không còn dùng tới nữa, như vương miện của nhà vua, đuôi áo của hoàng hậu, tàu điện ở Monza. Trong một chiếc tủ kính nhỏ phủ một lớp bụi mờ có từ khóc. Đây là hình ảnh nha. Đám học trò thời tương lai đọc biển giải thích mà vẫn không hiểu. Thưa cô, từ đó nghĩa là gì ạ? Đó là đồ trang sức cổ ạ. Nó thuộc về thời người Etrusca phải không ạ? Bà giáo già liền giải thích rằng một thời đó là từ được dùng rất thường xuyên và gây ra rất nhiều đau khổ. Bà chỉ một chiếc bình bên trong có chứa những giọt nước mắt. Có lẽ đó là nước mắt của một nô lệ bị chủ đánh đập. Cũng có thể đó là của một đứa đứa bé không nhà. Trông như nước ấy nhỉ? Một cậu học trò nói. Nhưng lại nóng hổi đấy, bà giáo đáp. Chắc tại người ta đem đun lên trước khi dùng chăng? Đám học trò vẫn không thể tưởng tượng ra được khóc là gì, nước mắt là gì. Chúng thực sự không hiểu và bắt đầu thấy chán. Vì vậy, bà giáo đành đưa chúng đi thăm những khu khác của bảo tàng, nơi có những thứ dễ hiểu hơn như song sắt nhà tù, một chú chó giữ nhà, tàu điện ở Monza. Tất cả đều là những thứ mà ở thế giới hạnh phúc của tương lai đều không tồn tại. Đó, đó là toàn bộ văn bản của chúng mình nhé. Toàn bộ văn bản mà đề bài trích ra. Bây giờ chúng ta sẽ có một số những câu hỏi như sau này. Trước tiên là với phần đọc hiểu. Câu A, xác định lời người kể chuyện và lời nhân vật trong đoạn sau. Đám học trò thời tương lai đọc biển giải thích mà vẫn không hiểu. Thưa cô, từ đó nghĩa là gì ạ? Đây là câu hỏi đọc hiểu đầu tiên. Nó ở mức độ nhận biết có giá trị 0,5 điểm. Đấy, đồng ý chưa? Nghĩa là đây là câu hỏi rất là đơn giản các em nhé. Vậy thì ở đây chúng mình thấy này, câu hỏi này yêu cầu chúng ta xác định thôi, nghĩa là chỉ cần chỉ ra thôi, không cần phải lý giải gì cả. Và phần kiến thức mà ta áp dụng cho phần này đó chính là kiến thức về lời người kể chuyện và lời nhân vật. Kiến thức này chúng mình đã học rồi, đồng ý không ạ? Kiến thức này chúng mình đã học rồi. Vậy thì với câu trả lời này, theo em đâu là lời người kể chuyện và đâu là lời nhân vật ạ? Đây, có hai câu này thôi nhá. Thì theo em, chị gọi đây là câu trên, được chưa? Còn đây là câu dưới. Thế thì các bạn chỉ cần bình luận là câu câu nào là lời của người kể chuyện ạ? Câu trên hay câu dưới? Câu nào là lời của người kể chuyện đây các em? Câu trên hay câu dưới ạ? Câu nào đây ạ? Câu nào là lời của người kể chuyện chúng mình nhỉ? Câu trên hay câu dưới ta? À đúng rồi, chính xác, chính xác. Chị thấy các bạn trả lời đúng hết rồi này. Đúng rồi, đó chính là câu trên. Ô, bạn nào cũng đã chỉ ra rõ, chính xác rồi. Thế là chúc mừng các em đã có 0,5 điểm đầu tiên rồi đấy. Đây, câu này chính là câu của lời người kể chuyện. Chính là lời của người kể chuyện này. Còn câu dưới này chính là lời nhân vật. Có lẽ không cần phải ôn quá nhiều về phần kiến thức này đúng không? Cái kiến thức này rất là dễ để nhận biết. Đó, nên là câu đầu tiên rất đơn giản rồi. Khi chúng ta học về chuyện thì chú ý tới những khái niệm như là cốt truyện này, lời của người kể chuyện, lời của nhân vật, vân vân, đúng không? Thì nhận biết về lời người kể chuyện và lời nhân vật là một trong những kiến thức đơn giản nhất. Và ở đây nó được sử dụng trong câu nhận biết nên rất dễ để chúng ta có được 0,5 điểm. Khi trình bày thì các em cần phải trình bày rõ ràng nhé. Viết vào bài ý, thì chúng mình cần phải trình bày đó là trong đoạn trên
Thì lời của người kể chuyện là, và chúng ta trích câu này ra, đám học trò thời tương lai đọc biển giải thích mà vẫn không hiểu. Còn sau đó chúng mình chỉ ra lời nhân vật là thưa cô, từ đó nghĩa là gì ạ? Đấy, chứ chúng mình không được gọi là câu trên câu dưới nhá. Ở đây là để cho nhanh thì chị ký hiệu như vậy thôi. Còn trình bày ở trong bài là chúng mình phải trình bày đầy đủ nhá. Rồi tiếp nha. Đề thi chuyên văn, đề thi chuyên văn học văn chị Hiên có rất là nhiều những bài viết mẫu về những đề thi chuyên văn rất hot trong thời gian vừa qua và được đăng tải ở trên đây nha. Nên là nếu như mà em quan tâm thì em có thể theo dõi ở đây để có thể đọc những cái bài viết mẫu của Văn Chị Hiên về những đề thi chuyên văn, đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi thi cấp quốc gia. Đó, nhá, em có thể tìm và đọc ở trên đây nhá. Rồi, tiếp tục nào. Đối với câu hỏi phần B, chi tiết đám học trò đọc biển giải thích về từ khóc mà vẫn không hiểu, và chi tiết sau khi bà giáo già giải thích, đám học trò vẫn không thể tưởng tượng ra được khóc là gì, có vai trò như thế nào đối với cốt truyện. Câu này là câu có giá trị 0,75 điểm và nó ở mức độ thông hiểu, nghĩa là khó hơn một chút, cần cái sự cần cái việc chúng ta đọc kỹ văn bản để chúng ta kết nối các thông tin để hiểu được. Ở đây là câu hỏi xoay quanh hỏi về chi tiết và cụ thể là hỏi về vai trò của chi tiết đối với cốt truyện, được không? Đấy, cụ thể là hỏi về vai trò của chi tiết đối với cốt truyện. Thì các em có ý tưởng gì cho câu này chưa? Nhắc lại một chút về kiến thức lý thuyết nhá. Thì cốt truyện chúng ta được học ý, là cốt truyện thì được tạo nên bởi chuỗi các sự kiện, các chi tiết, đúng không ạ? Thì chi tiết sẽ có vai trò trong cái việc là giúp cho cốt truyện phát triển theo một chiều hướng nào đó. Những chi tiết quan trọng thì sẽ giúp cho cốt truyện được phát triển và tạo cái sự hấp dẫn cho câu chuyện đó. Đồng ý không? Thế thì theo các em là với hai chi tiết này thì nó có vai trò như thế nào đối với cốt truyện? Để làm được câu này thì trước tiên chúng mình cần phải biết được vị trí của các chi tiết này và ý nghĩa của nó, đúng không? Trước tiên, chi tiết đám học trò đọc biển giải thích về từ khóc mà vẫn không hiểu, thì chi tiết này nó nằm ở phần đầu của truyện. Khi mà đám học trò được dẫn tới một bảo tàng, thì khi mà nó nhìn thấy ở trong một tủ kính ấy có từ khóc, và chúng mình hình dung là trong bảo tàng thì bên dưới mỗi hiện vật thì sẽ có cái phần chú thích chú giải để giải thích, đúng không? Thế nhưng đám học trò này sau khi đọc cái phần giải thích xong thì vẫn không hiểu như thế nào là khóc. Đấy, đấy là chi tiết đầu tiên, được chưa ạ? Thì chi tiết này chúng ta thấy ý nghĩa của nó là gì? Là mở ra cái tình tiết của câu chuyện đấy. Câu chuyện này có cái cốt truyện rất đơn giản, hoàn toàn là chỉ xoay quanh một cái chuyến đi thăm bảo tàng của một lớp học, bao gồm một nhóm học sinh và một cô giáo, của một bà giáo già, đúng không? Đấy, sau đó thì cái trọng tâm của cốt truyện, cái sự kiện chính ở trong cốt truyện ở đây chính là sự kiện mà những đám học sinh này không hiểu thế nào là khóc, không hiểu thế nào là nước mắt. Khi mà chúng nhìn thấy cái từ khóc được trưng bày ở trong bảo tàng, đọc chú thích rồi nhưng vẫn không hiểu. Đấy là chi tiết đầu tiên. Chi tiết thứ hai là vẫn liên quan tới cái từ khóc đấy. Đó, nhưng mà sau khi được cô giáo giải thích về cả cái bình đựng nước mắt nữa, thì đám học trò vẫn không hiểu, vẫn không tưởng tượng được ra thế nào là khóc. Đây là chi tiết ở phần sau, đúng không? Đây là chi tiết ở phần sau của câu chuyện. Vậy bây giờ, theo các em là với vị trí như vậy và với ý nghĩa như vậy thì hai chi tiết này nó có vai trò như thế nào với cốt truyện đây? Nó có vai trò như thế nào với cốt truyện không ạ? À, ở đây là chị đang chữa đề thi tuyển sinh, đề minh họa nhé, đề minh họa cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Đề vừa mới ra mắt hôm qua luôn. Có nha, lớp 12 chị có khóa học đấy. Lớp 12 chị có khóa học nhá. Bây giờ tất cả các lớp của khối 9 và khối 12 thì các chị ở học văn chị Hiên là đang hướng dẫn học bám sát theo sách giáo khoa. Và học xong cái phần đó là sẽ chuyển sang học về phương pháp. Đấy, học về phương pháp để làm được những đề bài. Ví dụ như các bạn 2K10 là học xong cái phần chương trình bám sát sách giáo khoa là sẽ học phương pháp để làm những phần đọc hiểu như thế này này, để làm những phần viết đoạn văn như thế này, rồi viết bài văn như thế này nữa.
Về học phí của các khóa học thì các bạn giúp chị liên hệ về đây nha, được không? Đây, đây chính là cách thức để chúng mình có thể tìm hiểu về các khóa học của Văn Chị Hiên. Nên là các bạn giúp chị, chúng mình có thể là tìm hiểu qua đây nhá, được không nào? Chúng mình có thể tìm hiểu qua đây nha. Rồi. Về đề thi vào 10 thì mỗi tỉnh thành sẽ có một cái cấu trúc đề thi riêng đấy. Nên quan trọng là chúng mình phải tìm hiểu để nắm bắt về đề thi minh họa của tỉnh mình. Và sau đó thì nắm bắt về cấu trúc đề thi. Nhưng mà dù là theo cấu trúc nào ấy thì đề thi vào 10 của chúng ta cũng sẽ là bám theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình thôi, chứ không nằm ngoài cái yêu cầu cần đạt đấy đâu, dù là theo cấu trúc nào. Bởi vậy mà cái phần chuyên đề về phương pháp và luyện đề của Văn Chị Hiên là sẽ bám sát theo yêu cầu cần đạt mà bộ sách nào cũng học được. Đấy, bộ sách nào cũng cần phải nắm được cái đó nha. Rồi, ok nhá. Bây giờ tiếp tục nào. Ở đây chị thấy có bạn đã trả lời đó là vai trò của chi tiết ở đây là dẫn dắt và mở ra cốt truyện, giúp câu chuyện đi theo đúng trình tự đã đề ra. Chị thấy có một ý rất hay ở đây, đấy là dẫn dắt và mở ra cốt truyện. Đây, có thể nói là cái chi tiết đầu tiên này là chi tiết khởi đầu cho cốt truyện đây, đúng không ạ? Đấy, chi tiết sau có vai trò là dẫn dắt và giúp cho cốt truyện được phát triển. Còn việc là giúp cho câu chuyện đi theo đúng trình tự đã đề ra thì chị thấy là cái cách trả lời như thế nó chưa được phù hợp. Bởi vì là chúng ta đâu có biết cốt truyện được đề ra như thế nào, đúng không? Chúng ta đâu biết cốt truyện được đề ra sẵn như thế nào đâu. Ở đây là chúng ta đang đọc và chúng ta biết được là cốt truyện diễn biến theo cái trình tự như thế thôi. Chứ chúng mình không thể biết trước được là cốt truyện được đề ra như thế nào. Chúng mình không có nói chuyện với tác giả để biết được là cốt truyện nó phải đi theo hướng này. Đấy, nên mình không nên diễn đạt là giúp cho câu chuyện phát triển theo hướng đã được đề sẵn, đúng không? Đó, nha. Rồi, thế thì chốt lại, ở câu này chúng mình có thể trả lời đó là các chi tiết trên, nếu như em không muốn chép lại thì em có thể trả lời là các chi tiết trên đã giúp, đây, đồng ý không ạ? Đã giúp dẫn dắt và phát triển cốt truyện đi theo chiều hướng gợi mở, đồng ý không ạ? Đấy, ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy là cái chi tiết sau này nó như là một sự nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn cho chi tiết trước. Chi tiết trước thì các bạn học sinh không hiểu thế nào là từ khóc. Chi tiết sau khi được bà giáo giải thích rồi, học sinh vẫn không hiểu thế nào là từ khóc mà, đúng không? Nên là vai trò của những chi tiết này là giúp cốt truyện được phát triển theo chiều hướng mở rộng hơn và nhấn mạnh hơn vào nhận thức của nhân vật. Đồng ý chưa? Đấy, nhá. Từ đó thì chúng mình có thể có thêm một cái ý nữa là từ đó giúp truyền tải, giúp thể hiện chủ đề và thông điệp của câu chuyện. Có thêm ý đó cũng được. Còn không chúng mình cứ nhấn mạnh vào trực tiếp câu hỏi đây là hỏi về vai trò đối với cốt truyện mà. Thế nên là mình chỉ cần chỉ ra là những chi tiết này đã giúp cốt truyện phát triển theo hướng xoáy sâu vào nhận thức của nhân vật. Ok chưa? Đấy, giúp cho chúng ta được dẫn dắt từ chi tiết này đến chi tiết khác, đi theo mạch cốt truyện để thấy được rằng đây là một cốt truyện rất đơn giản thôi. Và suy cho cùng thì các nhân vật ở đây chính là những bạn học sinh ở đây này, đám học trò ở đây là vẫn không thể hiểu được thế nào là từ khóc. Đồng ý chưa? Đấy nhá. Đó, chúng mình nhớ cái kinh nghiệm khi trả lời những câu hỏi thông hiểu này này. Chị thấy là có một cái tình trạng khá là đáng tiếc đang diễn ra ở các bạn học sinh khi làm những câu hỏi đọc hiểu phần thông hiểu. Chính là chúng mình hiểu nha, chúng mình biết nha, nhưng mà cái cách trả lời của chúng mình thì lại khiến chúng ta khó để được điểm tối đa. Ở chỗ là gì? Thứ nhất là chúng mình không trả lời vào đúng trọng tâm của câu hỏi. Ví dụ ở đây, trọng tâm của câu hỏi là hỏi về vai trò của chi tiết đối với cốt truyện. Thì mình phải chỉ ra là chi tiết đó giúp cốt truyện trở nên như thế nào, nó tác động gì vào cốt truyện chứ. Đấy, thế nhưng mà lại có thể có bạn sẽ trả lời ở câu này lại là những chi tiết này giúp cho câu chuyện sinh động hơn, giúp cho câu chuyện thể hiện được chủ đề ABC. Thế thì đấy là em đang chỉ ra vai trò của chi tiết đối với chủ đề của chuyện, chứ không phải là đối với cốt truyện. Đó, nên là cái lưu ý quan trọng nhất khi trả lời những câu hỏi thông hiểu này, bên cạnh kiến thức thì chúng mình còn phải đọc thật kỹ đề và trả lời đúng, chúng theo những gì đề hỏi nha. Để mỗi câu trả lời của mình đều được điểm, không bị phí hoài công sức,
chứ không chúng mình gọi là cố gắng trau chuốt mãi trả lời được một câu trả lời rất hay nhưng cuối cùng nó lại không đúng với ý hỏi của đề bài thì rất phí, mình cũng sẽ không được điểm đâu. Không có ai chấm điểm là thôi bài này lạc đề đấy nhưng mà viết hay quá nên tôi vẫn cho điểm. Không có đâu, lạc đề là không có điểm luôn nha. Được chưa? Được không nào? Rồi đấy. Ở đây thì hôm nay là cái đề bài này hot quá nên là chị chữa luôn vào buổi trưa ngày hôm nay nha. Nhưng mà thường nếu mà like, nếu mà phát trực tiếp ở trên các kênh của Văn Chị Hiên thì các chị sẽ thường phát vào buổi trưa hoặc là buổi tối nha. Đấy là hai khung giờ, nó không vào cái khung giờ đi học của các bạn ý. Nên các em có thể sắp xếp thời gian để tham gia nhá. Ở đây chị gợi ý giải đề thôi. Và có cái phần, có cái file tài liệu chi tiết để hướng dẫn chi tiết cách trả lời cho chúng mình đấy. Các em có muốn nhận cái tài liệu đấy không? Nếu như mà chúng mình muốn nhận cái phần đáp án hướng dẫn cách trả lời cho đề bài này thì các em nhớ nha, cách để nhận đáp án đây, cách để nhận đáp án, cái gợi ý từ học văn chị Hiên để trả lời cho đề bài này, cái định hướng của học văn chị Hiên để giúp chúng ta ôn tập tốt hơn từ đề bài này thì các em hãy liên hệ về đây nhá. Được chưa nào? Được chưa nào? Nhớ nha. Nhớ liên hệ về đây để có thể được nhận cái tài liệu về đáp án hướng dẫn của học văn chị Hiên cho đề minh họa của thành phố Hồ Chí Minh nhá. Chị dạng lại được không ạ? Đây, đối với câu B này thì là câu hỏi về chi tiết, vai trò của chi tiết đối với cốt truyện. Nên cái lưu ý ở đây là chúng ta phải xem chi tiết này nó nằm ở vị trí nào. Ở đây có hai chi tiết, một chi tiết ở phần đầu và một chi tiết ở phần sau của truyện. Thì chi tiết nó sẽ có tác động tới cốt truyện ở chỗ là giúp cho cốt truyện được phát triển theo một chiều hướng nào đó. Thì hai cái chi tiết này với vị trí ở đầu và ở phần sau của truyện thì đây có thể nói là hai chi tiết quan trọng nhất của truyện, đúng không? Đây là hai chi tiết quan trọng nhất của truyện và nó đã giúp cho cốt truyện được phát triển theo chiều hướng xoáy sâu vào nhận thức của nhân vật. Nhận thức của những nhân vật học sinh ở đây đó là không hiểu như thế nào là khóc. Và cái nhận thức đó không có sự thay đổi nha, không có sự thay đổi. Đấy, cái đặc biệt ở đây là hai cái chi tiết này giúp cho cốt truyện phát triển theo một hướng đơn giản nhưng mà cũng khá là thú vị đấy. Bởi vì bình thường ấy thì trong một câu chuyện cốt truyện có thể phát triển theo cái chiều hướng là sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật. Nhân vật đang từ chỗ không hiểu thì chuyển sang hiểu, hoặc là đang từ chỗ hiểu xong lại chuyển sang là không hiểu chẳng hạn. Nhưng ở đây thì cốt truyện lại đặc biệt ở chỗ là với hai chi tiết này thì chúng ta nhận ra là nhận thức của nhân vật vẫn như vậy, không có sự thay đổi gì cả, mãi vẫn không hiểu như thế nào là khóc, đúng không? Đó, nên chúng ta thấy là vai trò của hai chi tiết này là đã tác động và giúp cho cốt truyện phát triển theo chiều hướng xoáy sâu vào nhận thức của nhân vật, nhấn mạnh vào cái nhận thức của nhân vật. Nhưng mà cũng khá thú vị ấy, cũng khá thú vị, đúng không? Đấy, đem đến cái sự thú vị cho cốt truyện ở đây. Rồi, đây là lớp 9 nha, đây là lớp 9 các bạn nha. Rồi, tiếp tục nào, bây giờ đến với câu C. Chuyển một lời dẫn trực tiếp trong văn bản trên thành lời dẫn gián tiếp. Đây chính là câu hỏi về kiến thức tiếng Việt nhá. Trong 4 cái câu hỏi phần đọc hiểu trong phần 1 lớn ý, thì sẽ có một câu hỏi về kiến thức tiếng Việt các em ạ. Và đây, trong đề bài này thì nó là câu C, liên quan tới lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp. Là bây giờ chúng mình phải chuyển một lời dẫn trực tiếp trong văn bản chuyển thành lời dẫn gián tiếp. Để làm được điều này thì trước tiên là chúng ta phải xác định được đâu là lời dẫn trực tiếp mà chúng ta muốn chuyển. Đây chị mở lại đề bài cho các em nhé. Thì các em nhìn lại đề bài thì các em xem là ở đây chúng ta muốn chuyển lời dẫn trực tiếp nào. Có rất nhiều lời dẫn trực tiếp ở đây nha. Đây ví dụ, thưa cô từ đó có nghĩa là gì ạ? Hay là đó là đồ trang sức cổ ạ? Đó, hay là đây. Đấy, rồi đây nữa. Trông như nước ấy nhỉ, một cậu học trò nói. Nhưng lại nóng hổi đấy, bà giáo đáp. Chắc tại người ta đem đun lên trước khi dùng chăng? Ông đấy đồng ý chưa? Đây chính là những lời dẫn trực tiếp. Nghĩa là trong bài này chúng ta có 6 lời dẫn trực tiếp. Bây giờ việc của chúng mình chỉ cần chọn một trong 6 cái lời dẫn này để chúng mình chuyển sang gián tiếp thôi. Ví dụ, chúng ta có thể chọn lời dẫn này, đồng ý không? Trông như nước ấy nhỉ, một cậu học trò nói. Thì khi chuyển từ lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp thì có lưu ý gì ạ? Lưu ý ở đây đó là
chúng ta phải đảm bảo là trong cái lời dẫn gián tiếp là chúng ta phải thay đổi cái đại từ xưng hô đi. Nếu có, đúng không? Đấy, nhá. Nếu như mà trong lời dẫn trực tiếp có những đại từ xưng hô thì khi chuyển sang lời dẫn gián tiếp là chúng ta phải thay đổi đi. Đấy, để đảm bảo về ngôi kệ, đúng không? Thế nhưng ở đây trong cái lời dẫn trực tiếp này thì không có đại từ xưng hô là em hay là con, đúng không? Đấy, mà ở đây là cái lời dẫn trực tiếp này là lời của một cậu học trò đang nói về cái bình nước, đang nói về những cái thứ được đựng ở trong một bình nước, đang được đựng ở trong cái bình nước mắt này này. Đấy, thế thì chúng ta có thể chuyển thành là gì? Một cậu học trò nói rằng thứ được đựng ở trong bình trông như nước. Được không? Được không ạ? Nhá, chúng mình sẽ loại bỏ những cái từ mà dùng để bộc lộ cảm xúc cá nhân. Ví dụ ở đây là ấy nhỉ, thì chúng mình có thể loại bỏ đi. Chúng mình giữ lại cái nội dung chính của câu nói thôi. Và chúng ta nêu ra theo cái chủ ngữ ở đây là một cậu học trò nói. Thì mình có thể chuyển thành là gì ạ? Một cậu học trò nói rằng thứ được đựng ở trong bình trông như nước vậy. Hoặc là trông như nước. Đấy, thế là chúng ta đã chuyển từ một lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp rồi đấy. Được chưa? Nhá, thế là chúng mình đã chuyển từ lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp. Phần kiến thức này chúng mình sẽ được học trong chương trình lớp 9 nha. Có, chúng mình có được học. À, lớp 9 hay là lớp 8 nhỉ? Nghĩa là chúng mình có được hướng dẫn cái phần kiến thức lý thuyết này đấy, chứ không phải là chúng mình phải tự mò đâu. Nên là cái lưu ý rút ra ở đây đấy là để làm được tốt những câu hỏi về phần kiến thức tiếng Việt thì chúng mình phải nắm chắc kiến thức lý thuyết, học thật kỹ các phần thực hành tiếng Việt ở trên lớp nha. Những phần thực hành tiếng Việt ở trên lớp chính là những cái đề minh họa cho chúng mình đấy. Đó, thì ở đây là áp vào trong cái ngữ liệu này thì chúng ta có câu hỏi về lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp như vậy. Chúng ta đầu tiên là xác định cái lời dẫn trực tiếp mà chúng ta muốn chuyển. Ví dụ chúng ta chọn lời dẫn này, được chưa? Sau đó chúng ta chuyển, thì khi chuyển là chúng mình phải nêu đúng chủ ngữ, chủ thể của cái câu nói đó là ai. Chủ thể ở đây là một cậu học trò, đúng không? Nội dung chính của câu nói ở đây là trông như nước. Trông cái gì như nước? Trông cái thứ được đựng ở trong bình này này, như nước. Bởi vì câu trên là gì? Bà chỉ một chiếc bình bên trong có chứa những giọt nước mắt. Có lẽ đó là nước mắt của một nô lệ bị chủ đánh đập. Cũng có thể đó là của một đứa trẻ, của một đứa bé không nhà. Đồng ý không? Đấy, thế là ở đây chúng ta thấy là lời của cậu bé này là đang nói về cái thứ được đựng ở trong bình. Nên chúng ta có thể chuyển thành một cậu học trò nói rằng thứ được đựng ở trong bình trông như nước vậy. Hoặc là trông như nước, thế là được. Được chưa ạ? Đấy, ok không? Khó quá chị nhỉ? Không khó đâu. Theo như chị đánh giá thì chị thấy là cái phần kiến thức về lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp là một trong những phần kiến thức tiếng Việt dễ nhất của trung học cơ sở rồi đấy. Chứ vào những câu hỏi về biện pháp tu từ thì chưa chắc là chúng mình đã làm được tốt đâu. Còn cái phần kiến thức về lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp thì nó rất là đơn giản thôi. Nha, rất là đơn giản thôi. Rồi, ok chưa? Chị có cái phần file tài liệu đáp án hướng dẫn cho đề bài này đấy. Nên bạn nào muốn nhận thì có thể nhắn về đây nha. Bạn nào muốn nhận thì đây là cách thức nhận nhá. Đây là cách thức nhận nha. Rồi, à em nói phần viết à? Phần viết cũng không quá khó đâu. Xíu nữa chị chữa đến phần đó thì chúng mình sẽ trao đổi nhá. Đồng ý. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu D nha. Trong tưởng tượng của em, điều gì không nên tồn tại trong thế giới hạnh phúc của tương lai? Vì sao? Đây là câu hỏi vận dụng. Nó có giá trị đến một điểm. Và các bạn có biết là cái lưu ý quan trọng nhất của câu hỏi này là gì không? Quan trọng ở đây không phải là em trả lời cái gì, mà quan trọng là em bàn luận và em thuyết phục nó như thế nào thôi. Nghĩa là câu này nó không có giá trị, nó không có tính đúng sai. Câu trả lời nào cũng được, em chọn cái gì cũng được. Mỗi bạn có một câu trả lời khác nhau cũng được. Đấy, chúng mình không nhất thiết phải trả lời như trong đáp án. Hay là trong đáp án thì cũng không đưa ra một câu trả lời cố định. Mà quan trọng là chúng mình giải thích vì sao mình lại trả lời như thế. Đấy, nên là câu hỏi vận dụng này rất là thú vị nhá. Là theo cái tưởng tượng của em thôi, chứ không cần là phải theo tưởng tượng của ai cả. Theo tưởng tượng của em thôi,
thì điều gì không nên tồn tại trong thế giới hạnh phúc của tương lai? Đó, từ việc đọc văn bản này này, rồi kết hợp với cả trí tưởng tượng của em, thì theo em, đó sẽ là điều gì? Vận dụng có cần ghi cả đoạn không ạ? Mình trình bày thành đoạn văn cũng được, hoặc là mình gạch ý cũng được nha. Cái cách trình bày của câu vận dụng nó cũng rất là linh hoạt, tùy theo thói quen của chúng mình thôi, tùy theo sở thích của chúng mình thôi. Chị thì thường hướng dẫn các bạn là trình bày bằng một đoạn văn, nhưng mà cũng có những bạn thì thích cái cách trình bày gạch ý để cho nó rõ ràng ra, thì chúng mình trình bày gạch ý cũng được nhá. Nào các bạn ơi, cho chị biết câu trả lời của các em đi. Theo lựa chọn, theo tưởng tượng của các em thì các em nghĩ là điều gì thì sẽ không nên tồn tại ở thế giới hạnh phúc của tương lai? Điều gì ạ? Và để trả lời được thì hãy nhớ tưởng tượng nhá. Nhớ tưởng tượng nhá. Các bạn ơi, theo các bạn nào, điều gì ạ? À, chiến tranh, sự lạnh nhạt của con người, tự khiến bản thân tiêu cực, sự vô tâm. Ok, rồi. Đang có rất nhiều những câu trả lời ở đây. Sự vô tâm. Thế nào mà các bạn lại gặp gỡ, thế nào mà cái suy nghĩ của chị, cái tưởng tượng của chị thì lại gặp gỡ với tưởng tượng của nhiều bạn ấy nhở? Trước tiên là chúng mình phải nắm được bố cục của một đoạn văn là bao gồm mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Và chúng mình nên viết một cái đoạn văn theo cấu trúc tổng phân hợp là dễ nhất. Nghĩa là mở đoạn là chúng ta nêu ra vấn đề. Đấy, ví dụ chúng mình chỉ cần viết một câu mở đoạn đơn giản. Mở đoạn chỉ cần một câu thôi các em nha. Đó là gì? Tác phẩm Từ Khóc đã đề cập tới một chủ đề sâu sắc, đó là, và chúng ta nêu chủ đề ra. Được chưa? Sau đó đến phần thân đoạn thì chúng mình với một đoạn văn khoảng 200 chữ thì dung lượng là khoảng 2/3 trang giấy, thì phần thân đoạn mình sẽ viết trong khoảng nửa trang, đồng ý không? Đấy, từ 10 đến 15 câu trong khoảng nửa trang. Rồi cuối cùng là phần kết đoạn cũng bằng một câu thôi. Tổng kết lại, như vậy tác phẩm Từ Khóc với một chủ đề sâu sắc đã để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc, hoặc là đã khiến em nhớ mãi về điều gì. Được không? Hay là như các bạn học trong khóa học cùng với chị thì những phần này sẽ có các công thức khác nhau, các ý tưởng khác nhau để chúng mình triển khai dễ hơn. Rồi đến phần thân đoạn này. Ở đây là chúng ta phải đi phân tích nội dung chủ đề của một câu chuyện, của một tác phẩm truyện. Thì đầu tiên là chúng ta phải chỉ ra chủ đề của chuyện đó là gì. Được không ạ? Nhá. Sau đó chúng mình phân tích cái chủ đề đó được thể hiện qua những phương diện nào. Ví dụ, chúng mình có thể xác định chủ đề của chuyện này. Để xác định được chủ đề nha, thì chúng mình sẽ phải đọc chuyện và xem là vấn đề chính được đề cập trong câu chuyện đó là gì. Được không? Nha. Bởi vì đấy là kiến thức lý thuyết của chúng mình đấy. Chúng mình đã được học cách xác định chủ đề của một câu chuyện, của một tác phẩm rồi. Tác phẩm nào cũng sẽ có chủ đề của nó. Chủ đề là vấn đề chính được đặt ra ở trong câu chuyện, là cách nhìn nhận, là góc nhìn của tác giả đối với cái đề tài được nói tới ở trong câu chuyện. Đúng không? Vậy thì nếu như câu chuyện Từ Khóc này, cái tác phẩm Từ Khóc này này là viết về đề tài về một cái cuộc sống hạnh phúc, về một cuộc sống hạnh phúc ở tương lai, khi mà tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc ở tương lai, nơi mà con người, hay cụ thể ở đây là nơi mà các bạn học sinh không biết tới, không biết tới những sự khổ đau, không biết tới như thế nào là khóc, như thế nào là nước mắt. Đấy là đề tài được nói tới, đúng không ạ? Đấy là đề tài về cách sống, về lối sống của con người, nhưng mà trong một cái thế giới tưởng tượng. Thế thì chủ đề ở đây là gì? Chủ đề ở đây chính là cái vấn đề được đặt ra, là trong cái thế giới tưởng tượng đó thì ta thấy đấy. Đây, hai cái chi tiết quan trọng đã đề cập tới chủ đề cho chúng ta. Đó chính là về thái độ sống, đúng không ạ? Về thái độ sống, về cái nhận thức của con người trong cuộc sống. Đó là một cái thái độ có sự vô cảm, thờ ơ, không thấu hiểu được những cảm xúc khổ đau, không thấu hiểu được những cái cảm xúc bất hạnh. Đó, ok chưa ạ? Vậy thì có thể thấy chủ đề của tác phẩm này đó là gì ạ? Chủ đề của tác phẩm này là gì ạ? À, đó là về thái độ sống thờ ơ vô cảm của con người.
và sự nguy hiểm của nó, đúng không? Đấy nhá. Nhưng cũng có bạn thì có thể có người lại có ý kiến cho rằng là tác phẩm Từ Khóc này đề cập tới chủ đề là mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc, không có khổ đau, không có nước mắt, không có những bi kịch, không có những bất hạnh. Đó, thế nhưng mà theo chị nhá, để xác định được chủ đề thì chúng ta phải bám sát vào các chi tiết này, bám sát vào cốt truyện này, bám sát vào cái những cái tình tiết quan trọng ở trong truyện này. Thì rõ ràng là những chi tiết quan trọng trong truyện này bao gồm: chi tiết thứ nhất là các bạn học sinh không hiểu như thế nào là từ khóc, mặc dù là đã đọc cái phần chú thích rồi. Chi tiết thứ hai chính là dù sau khi bà giáo đã giải thích về nước mắt, nhưng các bạn ấy vẫn không hiểu được thế nào là khóc, thế nào là nước mắt. Thế nên chị nghĩ chủ đề của truyện này đó là nói tới, đề cập tới cái thái độ sống vô cảm của con người ở trong một thế giới được cho là hạnh phúc, được cho là một thế giới tuyệt vời, một thế giới đáng mơ ước đấy. Thế thì nhưng mà con người lại có một cái thái độ sống thờ ơ vô cảm. Đấy, thì đấy là chủ đề của truyện. Thì sau khi chỉ ra chủ đề của truyện ở phần đầu của thân đoạn rồi, đến phần tiếp theo của thân đoạn thì chúng ta chỉ ra ý thứ hai nha, là chủ đề đó được làm rõ qua cốt truyện đơn giản. Rồi, đồng ý không? Qua cốt truyện đơn giản được mở đầu, diễn biến và kết thúc xoay quanh sự nhận thức của các bạn học sinh khi đến thăm một bảo tàng trưng bày những sự vật, trưng bày những điều không còn tồn tại trong thế giới hạnh phúc ở tương lai. Ok chưa? Nghĩa là ý thứ hai ở trong phần thân đoạn. Đây nhá, chị viết kỹ hơn cấu trúc của phần thân đoạn này. Đây, cấu trúc của phần thân đoạn. Trước tiên là chúng ta chỉ ra chủ đề của chuyện này là gì, được không? Xong, luận điểm thứ hai là chúng ta chỉ ra chủ đề đó được thể hiện trong cốt truyện như thế nào. Bởi vì ta đang đi phân tích mà. Phân tích thì có nghĩa là ta phải chỉ ra chủ đề được thể hiện trong những khía cạnh như thế nào. Đồng ý không? Thì chủ đề này đã được làm rõ qua một cốt truyện đơn giản. Đó, xoay quanh một cái cuộc gặp gỡ, xoay quanh một cái chuyến đi thăm bảo tàng của các bạn học sinh ở một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Đó, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục, ý tiếp theo đó là cốt truyện được thể hiện rõ qua những chi tiết quan trọng. Đấy, chính là chi tiết các bạn học sinh không hiểu thế nào là khóc. Rồi, chi tiết các bạn học sinh sau khi được nghe về nước mắt cũng không hiểu thế nào là nước mắt. Được chưa? Nha. Rồi chi tiết cuối cùng chính là mãi các bạn ấy không hiểu nên các bạn ấy chán. Đó, và sau đó thì các bạn ấy đã di chuyển và chuyển sang đi chiêm ngưỡng, rồi đi tham quan, rồi đi xem những cái hiện vật khác như là song sắt nhà tù này. Đấy, như là tàu điện ở Monza này, như là một chú chó giữ nhà này, đúng không? Là chuyển sang các cái hiện vật khác. Nhưng những cái hiện vật này hay là tất cả những cái điều về nước mắt hay là khóc thì đều không tồn tại ở thế giới hạnh phúc của tương lai. Đồng ý không? Điều đặc biệt là như vậy, là sự liên kết của tất cả các chi tiết này ở chỗ đó là đó đều là những cái hiện vật, là những cái sự vật, là những cái sự việc không còn tồn tại ở thế giới hạnh phúc của tương lai. Điều đó có nghĩa rằng trong thế giới hạnh phúc là không có cái gì, không có khóc, không có nước mắt, không có xiềng xích. Bởi vì hình ảnh song sắt nhà tù chính là biểu tượng cho sự xiềng xích, cho cái sự mất tự do. Rồi không có cái gì, không có chú chó giữ nhà, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là không có cái sự, không có cái mối quan hệ chủ tớ nô lệ, đúng không? Rồi gì nữa? Không có tàu điện ở Monza, nghĩa là không có những cái thiết bị, những cái sự vật đã lỗi thời. Bởi vì nếu như so với tương lai thì hình ảnh tàu điện cũng không có, đúng không ạ? Trong khi cuộc sống của chúng ta thì tàu điện nó là một biểu tượng cho sự phát triển rồi. Nhưng trong cuộc sống hạnh phúc ở tương lai thì điều đấy nó cũng không có luôn. Vậy chính cái những chi tiết này đã khiến cho chúng ta băn khoăn về gương mặt của một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai là một cuộc sống như thế nào. Lý giải được điều đó là chúng ta đã thấy rõ được chủ đề của chuyện rồi đấy. Vậy phải chăng gương mặt của một hạnh phúc, đây, của một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, đó là một cuộc sống
Hình như là không có gì cả thì phải, đúng không? Không có, không có khóc, không có nước mắt, không có khổ đau. Cái này thì ta có thể hiểu. Rồi không có gì, không có xiềng xích. Cái này ta có thể hiểu. Đấy, không có những cái sự áp bức, không có mối quan hệ chủ tớ, cái này chúng ta cũng có thể hiểu. Nhưng mà cũng không có cái gì ạ? Cũng không có những cái thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại. Ồ, thế thì thành ra đó là gì ạ? Đó là thành ra hạnh phúc là chẳng có gì ư? Bởi vì nếu như cái này là giá trị vật chất nhá, thì những cái này là giá trị về tinh thần, đúng không ạ? Thế là ồ, thì ra hạnh phúc là cũng không phải được quan niệm bởi những giá trị vật chất, mà nó cũng không phải là chỉ bao gồm những giá trị tinh thần. Vậy nên từ chính những chi tiết này đã giúp cho bạn đọc chúng ta dấy lên cái băn khoăn, cái suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc, về thái độ sống của con người, đúng không? Đó, nhưng mà cái bài học này thì không được nêu một cách cụ thể ở trong truyện. Cái hay của nội dung chủ đề của truyện này đó là đặt để cái câu trả lời cho bạn đọc. Còn nội dung chủ đề của truyện là chỉ đề cập tới cái vấn đề đấy thôi. Còn lý giải nó như thế nào thì là trao quyền cho bạn đọc, đặt để cho bạn đọc. Đấy cũng là một cái sự đặc sắc của chủ đề của truyện, đúng không ạ? Đồng ý không? Đấy, và ý thứ ba ở đây, đấy là nội dung chủ đề của truyện thì đã giúp cho chúng ta cảm nhận được và hiểu ra được về tư tưởng của tác giả như thế nào, đúng không? Tư tưởng, quan niệm của tác giả như thế nào. Đó, thì mỗi ý này, ví dụ ý về cốt truyện này đơn giản thôi thì chúng mình có thể viết bằng 2 đến 3 câu. Rồi đến cái phần chi tiết này, nó dài hơn, nó nhiều hơn, nó sâu hơn, chúng mình muốn viết nhiều hơn thì chúng mình có thể dành ra khoảng độ 6 câu, 5 đến 6 câu. Rồi ý cuối này chúng mình viết bằng khoảng 1 đến 2 câu. Thế là xong phần thân đoạn. Rồi đến phần kết đoạn thì chúng mình tổng kết lại, tóm lại thì câu chuyện này, câu chuyện Từ Khóc đã làm nổi bật một chủ đề gì? Đồng ý không? Thế là xong nhá. Thế là xong cái câu viết đoạn văn này các em nhá. Đồng ý không? Ừ. Đấy. Được chưa? Rồi. Cái bài giảng này là chị có lưu ở đây nhá. Chị có lưu ở đây nên các bạn có thể xem lại qua đây nhá. Chị có lưu lại bài giảng này ở đây nhá. Các bạn có thể xem lại qua đây. Đấy. Thế thì thật ra thì các bạn ơi, trong cái buổi chữa bài ngày hôm nay ý, điều mà chị muốn nhấn mạnh cho chúng mình đó là về cái cách viết nhá, cách viết, cái phương pháp học ý. Đó là mặc dù trong năm lớp 9 thì chúng ta học viết bài văn nghị luận văn học, phân tích nội dung chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm, nhưng mà trong đề thi này thì chúng mình lại chỉ viết đoạn văn thôi. Bởi vậy chúng ta không được học một cách máy móc hay là học thuộc lòng văn mẫu, mà chúng mình phải hiểu được bản chất. Nhớ chưa? Thì thật ra ấy, phân tích nội dung chủ đề, viết đoạn văn phân tích nội dung chủ đề, nó cũng giống như việc chúng ta viết một luận điểm ở trong một bài văn lớn, phân tích toàn bộ một tác phẩm mà. Đúng không ạ? Đó, nên là rất là quan trọng cái việc chúng mình phải hiểu được bản chất, phải tự xác định được chủ đề của các tác phẩm, nêu ra được những cái căn cứ, những cái cơ sở để chúng ta xác định chủ đề đó, rồi cảm nhận cái chủ đề đấy, phân tích cái chủ đề đấy, thì chúng mình mới viết tốt được những đoạn văn này. Trong khuôn khổ một đoạn văn 200 chữ, không quá dài đâu các em ạ. Nhưng mà mỗi câu chữ của chúng mình đều phải trau chuốt. Bây giờ không còn cái kiểu viết mà mình cứ bôi ra càng dài càng tốt nữa đâu. Không còn kiểu viết là lan man nữa đâu, mà chúng mình phải viết đúng, viết trúng nhá. Rồi, đó. Thì đó là về phần đọc hiểu nha. Về phần đọc hiểu và viết đoạn văn, phần 2 ở trong đề bài này là cũng có một câu đọc hiểu và viết bài văn nghị luận xã hội. Đây, chúng ta có một đoạn, một văn bản nghị luận. Đây là một văn bản nghị luận nhé. Và có một câu hỏi đọc hiểu và yêu cầu chúng ta là phân tích tác dụng của lý lẽ và bằng chứng đối với luận điểm trong văn bản trên. Nếu như bạn nào học bộ Chân Trời Sáng Tạo ấy, thì chúng mình đã học đến cái chủ đề 2 chưa? Chủ đề 2. Chủ đề 2 chính là chủ đề học về văn bản nghị luận, là chúng mình đã được thực hành rất là kỹ cái kỹ năng xác định lý lẽ bằng chứng và phân tích tác dụng của lý lẽ bằng chứng trong việc thể hiện luận điểm.
Nên để làm được câu này thì đầu tiên chúng mình chỉ ra là trong đoạn này có những lý lẽ gì và có những bằng chứng gì. Và từ đó thì nó đã làm rõ cho luận điểm gì. Đồng ý không? Đấy, thì cái câu hỏi này nhá, nó là câu hỏi liên quan tới lý thuyết, liên quan tới cái kỹ năng đọc hiểu văn bản nghị luận. Cứ đọc hiểu văn bản nghị luận thì chắc chắn là chúng ta phải xác định được lý lẽ, bằng chứng rồi luận điểm thôi. Đồng ý không? Nên là nếu như mà chúng mình học theo kiểu là kiểu đề đến đâu thì học đến đấy thì không nên đâu. Mà chúng mình phải học từ gốc các em ạ. Bởi chị thấy có hai cái xu hướng học của các bạn hiện tại. Đó là một là chúng mình học đến đâu, là chúng mình kiểu xem đề thi vào đâu thì chúng mình ôn theo đó, là kiểu học từ ngọn. Còn cái kiểu học thứ hai là học từ gốc, là học hết những cái kiến thức quan trọng rồi áp dụng những kiến thức đó vào trong đề thi. Thì đề ra theo kiểu nào chúng ta cũng làm được. Bởi vì dù đề có ra theo kiểu nào thì cũng là bám theo cái gốc đấy thôi, đúng không? Nên chị khuyên là chúng mình không nên học từ ngọn, nghĩa là không nên đợi đề thi rồi không nên chỉ luyện đề không, mà chúng mình phải học từ kiến thức nền, sau đó học về phần phương pháp làm bài, rồi kết hợp hai cái đó vào thì chúng mình mới làm đề được, thì cái việc luyện đề của mình mới có hiệu quả nha. Đấy cũng là cái lộ trình mà chị xây dựng ở trong các khóa học văn VIP của lớp 9 và lớp 12 đấy. Đầu tiên là phải học kiến thức nền, học tất cả những gì ở trong sách giáo khoa. Sau đó là chúng mình học phương pháp, là học những cái nội dung mà đề bài nào chúng ta cũng có thể làm được. Rồi cuối cùng mới là luyện đề. Đấy, thì bây giờ đối với các bạn lớp 9, khi mà các tỉnh thành đang dần công bố đề minh họa hay là cấu trúc đề thi vào 10 rồi, thì từ đó học văn chị Hiên sẽ phân loại và chắt lọc để xem các tỉnh thành nào có kiểu đề giống nhau thì sẽ thiết lập những cái nhóm luyện đề như vậy. Đó, nên là các bạn yên tâm nhá, là những bạn nào mà đã tham gia khóa học văn VIP thì chúng mình đến cái giai đoạn luyện đề là sẽ được học ở trong cái nhóm mà luyện theo đúng dạng đề của tỉnh thành mình. Còn trước đó thì chúng mình sẽ học phần kiến thức nền và phần phương pháp. Đó, và các khóa học văn VIP vẫn còn đang tuyển sinh đấy. Nên chúng mình nếu muốn tìm hiểu thì các bạn có thể tìm hiểu qua đây giúp chị nhá. Được chưa nào? Chúng mình có thể tìm hiểu qua đây giúp chị nhá. Đó, khóa học văn VIP của văn chị Hiên. Đầu tiên, giai đoạn này là vẫn đang học bám sát theo kiến thức sách giáo khoa. Bạn nào mà chúng mình cảm thấy mình mất gốc ấy, cảm thấy là đọc những câu hỏi này này, không biết phải bắt đầu từ đâu, không nhận diện được kiến thức nào đang được dùng vào trong những câu hỏi như thế này, thì phải học chắc kiến thức nền sách giáo khoa nha. Và các khóa văn VIP thì đang học cái phần kiến thức đó, nên chúng mình nên tìm hiểu và đăng ký nhanh để có thể tham gia và không bị bỏ lỡ những bài học trước. Những bài học trước thì đều có video ghi lại, các bạn đều có thể xem lại. Còn chúng mình học theo lịch học cố định hàng tuần và học qua Zoom các em nhá. Được không nào? Đấy, thì các em nếu muốn tìm hiểu về các khóa học dành cho các bạn 2K10 theo từng bộ sách này, hay là các bạn 2K7 theo từng bộ sách, thì các em đều có thể nhắn tin về đây nhá. Được không nào?